Chào mừng các bạn đến với Nagi Movie và series The Hunting of Hill House, chuyện ma ám ở căn nhà họ Hill. Cờ chiếu trên Netflix từ ngày 12 tháng 10 năm 2018, The Hunting of Hill House được giới phê bình và đông đảo khán giả truyền hình đánh giá tích cực về nội dung cũng như diễn xuất, thậm chí không ít người gọi đây là bộ phim kinh dị hay nhất Tiếp nối thành công của The Haunting of Hill House vào ngày 9 tháng 10 năm 2020, Netflix đã cho ra mắt phần phim tiếp theo The Haunting of Bly Manor, chuyện ma ám ở trang viên Bly. Dù có nội dung hoàn toàn khác biệt, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần của thương hiệu The Haunting, cùng đội ngũ sản xuất và một số diễn viên. Bọn mình đã tóm tắt đầy đủ The Haunting of Bly Manor, các bạn có thể xem tại link ở trên góc màn hình nhé. Chuyện ma ám ở căn nhà họ Hugh. The Haunting of Hill House dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên được xuất bản từ năm 1959 của nhà văn Shirley Jackson. Ông hoàng của thể loại truyện kinh dị Stephen King đã nhận xét đây là một trong hai cuốn tiểu thuyết vĩ đại nhất về siêu nhiên trong vòng 100 năm qua. Cùng với cuốn The Turn of the School, chuyện ma ám ở trang viên Bly, của nhà văn Henry James, dù chỉ lấy cảm hứng và không bám sát 100% nội dung tiểu thuyết gốc, bộ phim vẫn truyền tải đầy đủ sự hấp dẫn ấy. Và mặc cho cuốn tiểu thuyết gốc đã ra mắt hơn một phần hai thế kỷ, bộ phim vẫn mang đầy màu sắc hiện đại và chút hoài cổ với những thước phim đẹp về từng khung hình. Không hù dọa người xem bằng những cảnh giam scare thông thường do Haunting of Hugh House khai thác yếu tố kinh dị từ chính tâm lý con người kết hợp với tình yêu và tình cảm gia đình. Đồng thời, có rất nhiều chi tiết ma quái được cài cắm trong mỗi thước phim. Nói chung, Chuyện ma ám ở căn nhà họ Hưu là một bộ phim tình cảm mang yếu tố kinh dị vô cùng đáng xem. Nếu các bạn chưa xem thì hãy xem phim ngay nhé. Còn nếu xem rồi hoặc không quan tâm tới việc spoil, hãy nhấn nút subscribe bấm nút chuông bên cạnh và cùng mình tóm tắt nội dung bộ phim The Haunting of Hill House, chuyện ma ám ở căn nhà họ Hưu ngay thôi nào. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1992, khi gia đình nhà Crane chuyển tới sống ở một biệt thự cổ có tên Hugh House, căn nhà họ Hugh. Gia đình họ bao gồm ông bố Hugh, ba mẹ Olivia và năm đứa con gồm anh cả Steven, chị hai Slay, cô ba Theo, cùng cặp song sinh Luke và Nell. Công việc kinh doanh của nhà Hugh là mua những căn nhà cổ rồi trùng tu để bán và biệt thự nhà họ Hugh cũng là dự án mới nhất của họ. Sau một thời gian sống ở đây, những chuyện kỳ quái dần bủa vây gia đình để cuối cùng bi kịch ập xuống khiến gia đình họ chìm trong đau thương, mất mát, mà suốt 26 năm vẫn không hề nguôi ngoài. Bộ phim mở đầu với giọng của Steven giới thiệu về căn nhà họ Hill đứng cô độc trên đồi. Nó đã ở đó hàng trăm năm trước khi gia đình anh chuyển tới và chắc hẳn vẫn còn tồn tại ở đó thêm hàng trăm năm nữa. Hiện tại, năm 2018, nhờ thành công của cuốn sách The Haunting of Hill House kể về ngôi nhà ma ám mà gia đình anh từng sống, Steven trở thành một tác giả truyện ma kinh dị nổi tiếng. Anh thường gặp gỡ những người có trải nghiệm ma quái để tìm ý tưởng cho các cuốn sách tiếp theo. Hôm đó, anh tới nhà Irene Walker. Chồng của bà đã chết trong một vụ tai nạn, giữa cơn giông bão dữ dội. Sau cái chết của chồng, bà bắt đầu gặp những hiện tượng ma quái khi ngủ. Đầu tiên là những giọt mưa rơi, rồi nghe thấy tiếng còi xe giữa đêm và cam đoan nhìn thấy chồng mình bị treo trên trần nhà bà đã hoảng sợ tới mức không còn dám ngủ trong căn phòng đó nữa. Steven đề nghị được kiểm tra quanh nhà và đặt thiết bị chuyên dụng cũng như ngủ qua đêm ở căn phòng ma ám. Tất nhiên, Arin đồng ý. Trong khi xem xét căn nhà, anh thấy tủ sách đầy những tác phẩm ma quái, kinh dị của anh, bao gồm cả cuốn sách nổi tiếng nhất The Haunting of Hill House. Irene thú nhận mình là fan hâm mộ và thuộc lòng từng câu trong cuốn sách. Bà cảm thấy thú vị khi anh từng sống ở ngôi nhà ma ám nổi tiếng nhất nước Mỹ, căn nhà họ Hill. Nhưng Stephen cho biết khi anh sống ở đó, ngôi nhà không hề nổi tiếng và anh cũng chưa từng nhìn thấy ma. Các câu chuyện anh viết đều dựa trên những trải nghiệm của những người khác. Trong khi hai người nói chuyện, Nell, em gái út của anh gọi tới nhưng Stephen từ chối cuộc gọi. Nell tiếp tục gọi cho chị gái Shirley nhưng cũng bị chị tắt máy bị bận tư vấn khách hàng. Shirley đang vận hành một nhà tang lễ. Lần này, khách hàng muốn tổ chức đám tang cho mẹ của họ vì lo lắng khi Mark, đứa con trai của họ tin rằng vẫn còn gặp bà mỗi đêm. Sau khi giải quyết công việc, Shirley nghe thư thoại của Nell. Cô tỏ ra lo lắng về cậu anh trai sống sinh. Lúc nhưng khi Shirley gọi điện, Nell không bắt máy. Điều đó khiến Shirley bất an chị gọi cho Steven để thảo luận về vấn đề của Leo và Nook. Tuy nhiên, Steven còn đang bận bắt ma nên tỏ ra hờ hững. Điều đó khiến Shirley bực bội vì như thể mọi chuyện gia đình chỉ một mình chị phải quan tâm và giải quyết. Sau khi lắp đặt các thiết bị trong căn phòng ma ám, Steven mới miễn cưỡng gọi cho trại cai nghiện để hỏi thăm về Luke. Tiếp đó, anh gọi cho Neo, nhưng lúc này cô vừa mới về tới phòng, nên cuộc gọi của anh được truyền thành tin nhắn thoại. Steven cho biết trung tâm cai nghiện xác nhận Luke vẫn ổn và cậu ta mới nhận huy hiệu 90 ngày không nghiện. Anh cũng nói sẽ tới gặp nếu nào cần trò chuyện rồi cúp máy. Tối đó, Theo, người con thứ ba của gia đình Crane, gặp một cô gái tên Trish tại quán bar. Hai người nhanh chóng dắt nhau về nhà. Sau khi quất tơi bời, Trish tỏ ý muốn trò chuyện nhưng Theo chỉ chia sẻ cô mắc bệnh ưa sạch sẽ, rồi đeo găng tay vào và đuổi khéo Trish đi. Trước khi ra về, Trish nhanh chóng ghi số điện thoại của mình trên bàn, rồi miễn cưỡng rời đi mà không hiểu mình đã làm sai điều gì. Đi qua căn nhà chính, Trish bắt gặp và vẫy tay chào Shirley. Sau đó, Theo ra ngoài hiên trò chuyện với chị gái. Hóa ra, Theo ở nhờ nhà của Shirley, ngay tại khu nhà tang lễ. Shirley cho rằng Theo chẳng khác gì một gã đàn ông tồi khi dắt rất nhiều bạn gái về quất tơi bời, rồi đuổi họ đi ngay khi xong việc. Chị cũng kể về thứ thoại của Neo, nhưng Tiêu rất hờ hững về vấn đề của em gái, vì cô vẫn còn giận và cho rằng thật khó để hiểu, vì Neo vừa điên rồ, vừa xa ngã. Còn Luke chắc hẳn chỉ xuất hiện khi cần tiền thôi. lấy không chắc về điều đó. Chị sợ rằng biết đâu đó có thể là lần cuối gặp em trai. Trong khi đó, bố của họ hiểu gặp ác mộng và thấy vợ nằm bên cạnh. <laughs> ông bị đánh thức bởi cuộc gọi từ Neo. Cô hỏi ông về bóng ma của quý bà ngoẹo cổ và cam đoan bà ta đã trở lại. Cô cũng cho biết mình đang ở nhà. Hugh vội yêu cầu con gái tới gặp Steven, người gần nhà cô nhất, còn ông sẽ bắt chuyến bay sớm tới thăm. Tuy nhiên, Neo nói yêu bố, xin lỗi và kết thúc cuộc gọi. Ngay sau đó, cô rời khỏi ô tô đối diện với ngôi nhà họ Hugh. 26 năm trước, năm 1992, vào một đêm, Steven tỉnh dậy, sang phòng hai em song sinh, Neo và lực Cả hai vẫn còn thức, vì Neo, cô em gái út đang sợ hãi, quả quyết lại nhìn thấy bóng ba của quý bà ngoẹo cổ. Bố của họ, Hugh cũng xuất hiện và an ủi con gái, rằng chắc hẳn bà ta đã bị Steven đuổi đi rồi. Sau khi yêu cầu Steven về phòng, Hugh tiếp tục giải thích rằng quý bà ngoẹo cổ chẳng qua chỉ là một phần của giấc mơ mà thôi. Ông cũng cho con gái biết, sau khi hoàn tất việc tu sửa và bán được ngôi nhà, gia đình họ sẽ rời đi như các ngôi nhà trước đây. Vỗ về con gái xong, Hugh yêu cầu hai đứa trẻ đi ngủ, rồi đóng cửa. Khi rời đi, ông ghé qua phòng của Slay vì nghe thấy cô bé đang nói mơ về việc nhảy múa trong căn phòng màu đỏ. Hugh nói con gái đang mơ, nhưng chị vẫn có thể trả lời ông rành mạch. Tiếp đó, ông thấy cửa phòng cặp song sinh đang mở. Hugh khép cửa rồi về phòng và kể cho vợ bà Olivia về các con. Ở phòng mình, Neo tỉnh giấc và thấy cửa phòng đang mở gọi lúc nhưng không được cô bé đành cố gắng ngủ tiếp thì bất ngờ bóng ma của quý bà ngoẹo cổ hiện ra hôm sau neo quyết tâm ngủ trên ghế sofa hy vọng không gặp ma nữa olivia cũng nằm bên cạnh con gái nhưng tới nửa đêm khi bà rời đi neo tỉnh giấc và hoảng sợ tột độ vì bóng ma của quý bà ngoẹo cổ đang lơ lửng trước mặt Hôm đó, trong khi Hugh và Darkley, người quản lý ở đây, đang sửa ống khói, thì Shirley ghé qua. Chị được ông Darkley cho một chiếc chìa khóa vạn năng. Ngay sau đó, chị mang chìa khóa tới căn phòng đỏ, nơi Nell đang đợi sẵn. Nell cho rằng vợ chồng ông Darkley, những người chăm sóc căn nhà suốt những năm qua, thật quái dị. Cô bé cũng tin rằng đã nhìn thấy gì đó chuyển động trong căn phòng. Tuy nhiên, Shirley không tin vì căn phòng đỏ đã bị khóa rất nhiều năm. Chị cũng không thể mở cửa, nên cả hai đành bỏ cuộc đi tìm chìa khóa khác. Vào một đêm, Hugh đánh thức Steven và nói rằng họ phải rời khỏi căn nhà gấp. Ông yêu cầu anh giữ yên lặng rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng. Nhưng có người đang xoay tay nắm từ phía bên ngoài. Hugh tỏ ra rất sợ hãi. Ông cho biết sẽ bế Steven chạy đi và yêu cầu anh hứa phải nhắm mắt cho tới khi ra khỏi nhà. Sau đó, ông bế Steven bỏ chạy thục mạng ở phía sau thập thoảng bóng Olivia đuổi theo ra khỏi nhà, ông yêu cầu Steven vào xe cùng những đứa con khác. Bọn trẻ đều đang hoảng sợ và than khóc. Giang nhìn thấy mẹ ở trên tầng. sao không đưa mẹ đi cùng. Nhưng Hugh nói rằng, đó không phải bà Olivia, rồi chạy xe đi, mặc kệ Steven không ngừng thắc mắc. <cười> 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 Sau đêm đó, Olivia đã chết vì tự sát ở căn nhà. Luật sư của Hugh yêu cầu các con ông ra tòa làm chứng, nhưng Hugh không đồng ý. Mặc kệ việc báo chí đang thêu dệt đủ chuyện không hay về gia đình, ông vẫn kiên quyết từ chối cung cấp thông tin cho báo chí hay cho phép họ đi vào bên trong căn nhà để thu thập tin tức. Kể cả đang rất cần tiền, ông vẫn quyết định đóng cửa căn nhà, mặc cho nó hoang tàn mục nát để không ai phải bước chân vào đó nữa, ngoại trừ gia đình người quản gia cũ, Darkley. Trước sự kiên quyết của bố, Steven e ngại ông có thể thua kiện còn anh và các em sẽ phải ở với dì Janet. Hiện tại, Hugh gọi cho Steven yêu cầu anh tới gặp Nell gấp nhưng anh chẳng thèm quan tâm và tiếp tục công việc bắt ma của mình bằng cách trải nghiệm nằm ngủ trên giường của bà Irene. Tại căn nhà họ Hugh, Nell đang khiêu vụ một mình quanh nhà rồi bước vào căn phòng màu đỏ. Thật kỳ lạ, tất cả các anh chị của cô đều đồng thời tỉnh giấc và thở dốc. <laughs> Thư Lây thốt lên rằng Neo đang ở căn phòng màu đỏ. Ngay sau đó, Steven nhận thấy nước đang chảy từ trần xuống, trong khi anh hoang mang kiểm tra thì có tiếng còi xe inh ỏi ở bên ngoài cửa sổ. Sáng hôm sau, Steven giải thích cho Irene rằng tiếng còi xe ở bên ngoài cùng vết giò dỉ nước trên trần nhà chính là nguyên nhân khiến bà hoảng sợ. Anh tin rằng việc bà nhìn thấy trong mình treo trên trần nhà cũng chỉ vì quá đau buồn và mong mỏi được thấy ông ấy mà thôi. Anh cũng cho biết đối với anh hồn ma có thể là một ký ức, mộng tưởng, bí mật, nỗi đau, cơn giận hay tội lỗi. Bóng ma ta nhìn thấy chỉ thể hiện điều ta muốn thấy mà thôi. Sau khi giải thích rõ ràng, Steven ký tặng cho Irene để chuẩn bị rời đi. Anh cũng quyết định sẽ viết về câu chuyện của bà, nhưng Irene chỉ quan tâm tới việc anh thực sự không nhìn thấy bà. Rời khỏi nhà Irene, Steven gọi cho vợ để thông báo có thể Neil sẽ tới. Có vẻ anh và vợ đã ly hôn và cô ấy không hề chào đón anh bước vào nhà qua đoạn hồi tường của Steven. Trước khi cuốn sách The Haunting of Hill House của anh được xuất bản, Shirley rất tức giận vì cuốn sách phô bày mọi chuyện riêng tư của gia đình. Không những thế, anh còn miêu tả mẹ họ như một người điên. Qua cuộc tranh cãi, chúng ta cũng được biết thêm, kể từ đêm dẫn các con đi, bố của họ chẳng bao giờ kể chuyện gì đã xảy ra vào đêm định mệnh đó. Shirley phản đối, việc Steven đào bới quá khứ gia đình để kiếm tiền. Nhưng vợ Steven cho rằng, chồng mình có quyền, còn anh cũng cho biết số tiền có thể kiếm được sẽ thay đổi cuộc đời anh nhưng Slade vẫn kiên quyết giữ thái độ không tỏa hiệp. Trở về năm 1992, Stephen có cuộc trò chuyện với quản gia của ngôi nhà, bà Darkley. Bà cho biết từ năm 1948, các gia nhân đều không ở đây vào ban đêm, chỉ có một mình gia đình Hugh sống dự sự cô độc và bóng tối. Cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Olivia. Rõ ràng Olivia không hề hài lòng về cách bà quản gia nói chuyện về ma quỷ và thiên chúa. Olivia cũng cho biết đã dạy Stephen đủ mọi kinh sách của các tôn giáo khác nhau, đảm bảo anh có thể hiểu rằng kinh thánh hay ma quỷ đều không có thật. Olivia cũng cho biết đang muốn tìm Luke. Sau đó, Stephen tìm thấy em trai ở ngôi nhà trên cây, ngắm nhìn những bức tranh Luke vẽ. Stephen tò mò về một người bí ẩn mà Luke cho rằng đó là một cô bé cậu nhìn thấy trong rừng. Stephen tin đó chỉ là một người bạn. Luke cứ tưởng tượng ra, nhưng Luke phản đối. Steven cũng chú ý về một hình vệ kỳ quái khác mà không biết Luke lấy ý tưởng ở đâu. Hiện tại, Steven trở về nhà ở Los Angeles. Anh bất ngờ bắt gặp Luke đang chuẩn bị rời đi cùng iPad và máy ảnh của anh. Với biểu hiện của em trai, Steven tin rằng cậu đang vật vã vì cơn nghiện nên tới để trộm đồ. Do đó, anh đưa ra 200 đô để đổi lấy chiếc iPad. Luke xin lỗi anh cầm 200 đô và trả Steven cả hai món đồ. Cậu cũng nói rằng mọi chuyện không như anh trai nghĩ nhưng rõ ràng Steven không quan tâm lúc đành đánh ngẫm ngùi bỏ đi. Really Good. Trở về, cửa nhà Steven đã bị phá. Tại đây, anh rất thất vọng khi Nell dẫn Luke tới để trộm đồ cũng như việc cô làm mọi người trong gia đình dối tung hết cả. Neo chưa trả lời thì anh nhận được cuộc gọi từ bố. Ông cho biết Neo đã nói dối về việc tới nhà anh cô ấy đã trở về căn nhà họ hưu và chết ở đó. Nghe được tin xét đánh, Steven quay lại và bắt gặp Leo đang biến thành một hồn ma đáng sợ, rồi đột ngột biến mất trước mặt anh. Phải chăng, Leo đã bị các hồn ma mời gọi, trở về căn nhỏ hưu và chết ở đó, gia đình cô sẽ phản ứng ra sao? Steven có thay đổi thế giới quan sau khi tận mắt chứng kiến bóng ma của em gái. Tại sao cửa phải trộm đồ của Steven? Căn phòng màu đỏ có phải trái tim của ngôi nhà hay không? Làm sao để mở được cửa phòng? Hãy xem tóm tắt các tập tiếp theo để biết đã bán nhé! Vừa rồi là tóm tắt toàn bộ tập mở đầu của series The Haunting of Hill House, chuyện ma ám ở căn nhà họ Hill. Bạn nghĩ sao về tập phim này? Hãy cho bọn mình biết bằng cách để lại comment ở phần bình luận. Nếu bạn thích video này thì đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe kênh Nike Movie, bấm nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ các video trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Que son allait tout simplement routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.